Xin chào, đón tất cả các bạn đến với phương pháp khỏe đẹp tập thông liệu pháp. Ngày hôm nay chúng ta học chương trình cơ bản là học làm nông dân. Và với bài thu hoạch trứng cút. Trứng cút thì có thể không có thể là lạ lẫm gì với chúng ta nữa đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta đi ra chợ và chúng ta không mua trứng gà, trứng cút là những cái có thể rất là thuận tiện trong cái bữa ăn của gia đình. Nhưng tại sao lại trứng cút nó lại xuất hiện trong khỏe đẹp tập thông liệu pháp? Thì đây các bạn nhìn ở trên cái hình ảnh trên khuôn mặt của chúng ta có những cái hình giống như là cái quả trứng cút không ạ? Nó xíu xíu này, nó không phải cái quả trứng cút, nó không phải là tròn tròn như là trứng gà, nó kiểu như này. Mà trứng cút nó hay nhọn nhọn ở một cái phần đầu đúng không ạ? Hơi nhọn nhọn chút như này. Tất nhiên là nó không nhọn hẳn như là như một cái hình giọt nước như này. Nhưng tuy nhiên là nó có một cái đầu nó nhọn nhọn. Thế thì nó lại giống như cái hình ảnh mà khi mà Vân hay ứng dụng để làm cho khách hàng và bệnh nhân khi mà họ đến để chăm sóc sức khỏe hoặc là làm đẹp, thì cái tay của mình nó day những cái vòng tròn nhỏ xoay 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 như vậy. Thế thì Vân mới nghĩ ngay đặt tên cho cái bài này là thu hoạch trứng cút. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thấy ở trên khuôn mặt người ta này hay là ở các nơi ở trên cơ thể, nếu mà có những cái mảng mà thâm nám bì cộ hoặc nó sần sần nó dày lên thì chúng ta đều có thể ứng dụng cái bài thu hoạch trứng cút này được. Và theo nếu như mà theo y học cổ truyền ấy thì nó cũng có nhiều các cái bài để day để bấm huyệt, có thể người ta cứ day day như này, day những cái vòng tròn xoay xoay như này, và có thể người ta tay người ta đậm hoặc có thể cái tay người nào đậm tức là mạnh quá thì cái người làm người ta sẽ bị mất nhiều sức, và cái người được làm thì người ta phải chịu đựng và người ta bị đau. Và có rất nhiều người nói rằng là phải day là phải đau thì nó mới khỏi, và phải làm mạnh như thế nó mới thấu để nó mới khỏi được. Đấy, và có những người thì người ta lại day day ở phía trên mặt da nhưng nó vẫn không thấu, thì cái người mà có thể người ta trông có vẻ rất là to cao khỏe mạnh lực lưỡng đấy, nhưng mà day người ta không đúng cách thì kể cả day ở trên mặt da nó vẫn hều hều tay gần như không có lực. Nhưng với cái bài mà gọi là bài thu hoạch trứng cút ở trong khỏe đẹp tập thông liệu pháp ở chương trình học làm nông dân này, thì những cái người mà trông người bé xíu thôi, nhỏ xíu thôi, có thể là các cái cháu mà có học mà lớp 5, lớp 6 là các cháu cũng có thể làm cái này rất thấu được mà lại không bị mất sức. Tức là nó phải có kỹ thuật, nó có kỹ năng. Và rất nhiều người hỏi Vân là cô ơi cô, thế thì cái cách day của mình như thế này nó là day bổ hay là day tả hả cô? Hoặc là làm như thế nào để mà mình biết là âm dương nó cân bằng? Thế thì ở đây là mới nếu như mà giải thích trên cái khía cạnh về đông y thì Vân đã kết hợp cả âm, cả dương, cả bổ và cả tả ở trong một cái vòng xoay của mình được. Đấy. Khi chúng ta thấy cái chỗ nào cộm cộm bì bì thì các bạn có thể đặt tay luôn vào đây, ngón cái này là chủ lực. Thì mình chỉ để cái ngón tay nó chiếm khoảng một nửa non của cái ngón tay cái này thôi. Còn các cái ngón kia thì gần như là các bạn xòe ra như để làm cái giá đỡ ấy. Tay đặt vào phần thịt mà nó phải chạm đến cái phần xương đã thì các bạn mới xoáy này một cái, én này. Cái nét chúng ta đưa đi là nó đậm này, lúc trở về là nó nhạt này, đậm này, nhạt, lơi cái tay này. Tức là nó có đậm, có nhạt, tức là có mạnh và nó có nhẹ. Cái mạnh thì chính là cái tả đấy, và cái nhẹ và êm như này thì nó là bổ. Và chính vì vậy mà trong cái giải pháp mà day của khỏe đẹp tập thông liệu pháp, tức là cả bổ và cả tả trong một cái vòng xoay luôn. Và nó tác dụng là gì? Cái người được làm, người ta không phải lên gồng, người ta không bị mệt mỏi cái tay. Bởi vì nếu mà ai mà lên gồng quá thì làm chả mấy chốc mà căng cơ, hiểu không? Rồi là bó cơ. Và cái người được làm người ta sẽ phải bị chịu đựng. Thế nên là làm cái này của chúng ta thì khi mà đưa đi này, đậm này thì là tay mình hơi dùng lực một chút, nhưng mà đưa xuống như thế này là nhẹ nhàng và tay mình lại được nghỉ ngơi. Tức là nó có căng, có trùng, có đậm, có nhạt hay là có thanh, có đậm đấy, thì là cái tay mình là vẫn được nghỉ ngơi. Thế có thể các bạn có thể dành như thế dành cả ngày, thế các bạn cũng không bị mỏi, các bạn không bị mệt. Thế và cái vòng xoay của mình ấy thì bao giờ nó không phải dành tròn xoay. Các bạn cứ thử mà xem, các bạn ở bất cứ nơi nào ở trên người, các bạn có thể day tròn xoe, và cứ day lúc nào mỗi một cái cường lực nó như nhau, nó cứ day như này thì thấy cái tay mình sẽ rất nhanh mỏi. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta day nét đậm nét nhạt như thế này thì tay nó không mỏi.
Thế nhưng mà cái dây tròn xoe như là cái quả bóng ấy, như cái quả bóng đá ấy, đấy thì dây như này. Xong đó là các bạn lại dây nó vếch lên như này, được vếch lên như này, giống như là hình quả trứng cút này này. Nhưng cái độ vếch lên thì bao giờ nó ngay xéo một phía bên này như này. Giống như là ngày xưa ấy, các bạn là có bao giờ các bạn là dùng cái ống nứa hay là cái ống nhựa để mà chúng ta thổi cái bong bóng xà phòng không ạ? Chúng ta hòa một ít xà phòng ra vào một cái cốc hay một cái lọ, thế cái nhúng vào này xong mình thổi bong bóng ra, thì cái lúc đầu cái bong bóng là nó ra khỏi cái đầu ống nứa này, xong bắt đầu nó bị dài 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 ra, xong nó mới bay ra khỏi cái ống này là nó mới tròn. Thì cái lúc đầu nó đang thổi nó bay bay thế, trông cũng giống đúng như cái hình cái quả trứng cút này này và những cái hình ảnh mà Vân đã ghép ở trên hình ảnh đây. Thế thì bao giờ thế cái đường đưa lên của mình là đưa vách lên này này, đây này, căng này, để trùng này, căng này, trùng này. Thì các bạn cũng thử làm ở bất cứ ở trên người mình chỗ nào, khi mình làm nó vách lên như này, vách lên như này, sang bên này thì vách lên như này, đưa cái đường nó chéo lên như này, nó sướng hơn cái việc các bạn dây tròn xoay rất là nhiều. Thì đấy là theo cái kinh nghiệm từ bản thân, và mình cũng hỏi trưng cầu ý kiến của mọi người từ cái ngày đầu mà khi mình làm như thế cơ. Thì mọi người bảo à, dây nó kiểu dẹt dẹt và nó lại vách vách lên thế này này, nó đã lắm, tức là nó rất là thích, rất dễ chịu. Đấy thì mình đã đưa ra cái bài này như này. Thế cái bài thu hoạch trứng cút này tức là mình để dùng để dây ở tất cả những nơi nào mà mắt chúng ta quan sát thấy là à, bị dày, bị cộ, bị bì, bị thâm, bị nám, thì tất cả những chỗ như thế thì chúng ta đều có thể ứng dụng cái bài này được. Đấy, bởi vì những cái chỗ đấy là những chỗ báo hiệu bất thường ở trên cái khuôn mặt hoặc ở trên người của chúng ta. Đặc biệt là có nhiều người ấy, ở trên cái vùng đầu vùng mày này này rất là dày, rất là cứng. Nếu mà nó dày cứng thì nó làm cho người ta bị cảm giác nặng trĩu cái trán này, cái mắt nó cứ trĩu, nó muốn sụp xuống này, hay là nó bị căng nặng tức ở cái vùng mắt. Thế còn ai vì ở trên đầu nó bị sần sùi này, trên vùng trán này này, thì người ta hay bị đau đầu, người ta hay bị nặng đầu các bạn ạ. Thế còn có những người mà bị ở trên má này, hai bên cái má này này, nhiều rất người nó dày, nó cứng, nó bì lên, thì khi được xay ở các cái chỗ vùng đấy thì các cái vùng da đấy nó mỏng dần, nó dẻo ra, và người ta cảm thấy rất là dễ chịu, người ta cảm thấy mặt người ta như là cảm giác nó nhẹ nhõm, như nó đi chút đi được một cái gánh nặng nào đấy mà nó cảm giác nó cứ chìm cái mặt người ta xuống ấy. Thế là người ta rất là dễ chịu mắt các bạn nhé. Mà đặc biệt ở trên mặt này thì chúng ta biết là cái người ta vẫn thường có cái câu trước mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì cỗ lòng mới ngon. Thế thì ở trên cái khuôn mặt của chúng ta là nó phản chiếu tất cả cái sức khỏe của mình. Đấy, khi mà các bạn làm cho cái khuôn mặt của mình nó được dẻo, nó được mịn, nó không có những cái chỗ cộm bì cứng nữa, thì sức khỏe của chúng ta cũng được đẩy lên rất là tốt. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà chúng ta không được ứng dụng cái bài này. Cái bài này chúng ta có thể ứng dụng được nhiều nơi. Cái bài thu hoạch trứng cút này chúng ta cũng có thể dây ở trên đầu. Chúng ta là giờ cái tay này ở trên đầu, có chỗ nào bị cộm bì như thế thì cũng ứng dụng như vậy được. Kể cả trên lưng, trên người, trên tay, trên chân, trên bắp tay cũng vậy. Chúng ta cũng lại tay nhớ là đặt vào phần thịt, phải chạm đến cái phần xương và cái phần cứng cứng đã, hoặc đặt tì vào cái tay nó căng căng đã, thì bắt đầu mới lại nét thanh nét đậm này các bạn làm, thì các bạn sẽ giải quyết được. Chứ đừng để mà nó cứ nông nông ở phía trên xong lùng nhùng như này, nó chả ăn thua gì đâu các bạn nhé. Và đấy là hướng dẫn cái phần lý thuyết. Sau đây là chúng ta sẽ vào phần thực hành. Vân sẽ làm để quay cụ thể cho các bạn là hiểu rằng cái tay của mình nó cần phải như thế nào để có độ tới nhé các bạn nhé. Nào chúng ta vào cùng thực hành. Hôm nay chúng ta cùng đến với khỏe đẹp thập thông liệu pháp, lớp học làm nông dân với bài thu hoạch trứng cút các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì bạn Trần Huyền My xinh đẹp vẫn là giúp chúng ta là người mẫu trong cái chương trình này. Tôi để cho bạn Huyền My là nằm rất là thoải mái ở trên chiếc giường nằm này. Và chúng ta có làm cho ai đó thì chúng ta nhắc họ để cái chân làm sao mà chân nó bằng vai, rộng bằng vai và để một cách thoải mái. Đó, sau đó là chúng ta để trước khi mà ứng dụng vào cái bài thu hoạch trứng cút này thì chúng ta sẽ theo dõi nhìn ở trên cái gương mặt của người được làm đấy, xem là cái chỗ có vùng nào bị cộ, bị bì, bị thâm, bị nám hay không, thì là những cái chỗ cái vùng đấy là chúng ta sẽ ứng dụng vào cái bài thu hoạch trứng cút này. Và thông thường thì mọi người sẽ hay bị khó chịu ở trên cái vùng cung mày này, ở trên cái vùng trán này, hai bên cái vùng giữa của
của má này và cái phần dưới của cụ cằm thì chúng ta đều có thể ứng dụng được. Và cái phần ở phía trên này thì khi mà các bạn khi nào làm quen rồi các bạn có thể dùng cả hai tay các bạn day này cũng được. Thế nhưng mà ở đây á, thì các bạn sẽ để mà làm cho một cách người ta được giúp cho cái người được làm người ta thấy thoải mái nhất thì một tay các bạn giữ cái ngón cái giữ ở trên cái vùng trán và cái bàn tay thì sẽ hơi ôm mà theo cái khuôn mặt như thế này. Còn cái tay này các bạn để hơi dốc lên một chút và cái phần mà chúng ta sẽ tì vào cái phần trên cái phần ở da thịt của cái người được làm ấy thì nó chiếm vào một cái nửa non của cái ngón tay cái này. Hơi dốc cái tay lên một chút này. Nhớ là tay đặt vào phần thịt và chạm đến cái phần xương đã thì bắt đầu chúng ta day này. Đấy, day giống như một cái quả trứng cút đây này. Và đậm này, nhạt này, đậm này, đấy, nhạt này, đậm này, nhạt. Đấy, để cho cả cái phần da lẫn với cái cơ thịt mỏng mỏng ở đây nó được chuyển động ở trên cái lớp cái xương trán, xương hốc mắt này. Chứ không phải là chúng ta để nông nông cái tay này xong rồi chúng ta kiểu cứ day day ở trên mặt da này nhá. Mà tay đặt đúng vào một vị trí thôi. Đấy, chúng ta thấy nó chuyển động như cả da như này. Xong tiếp tục cái tay của mình dần dần mình lân đi, lân đúng theo cái cung mày, là cái xương hốc mắt ở phía trên ấy, dần dần chuyển gì ra. Cái ngón tay mình đánh vếch như này, đấy, đảo vếch như này. Đó. Thì cái người được làm người ta rất dễ chịu, chứ mình đừng có làm cứ day liên tục như này. Thì cái người được làm người ta cảm giác nó không được thư giãn, không được thoải mái và nó cứ bị xoắn theo cái vòng quay của người ta. Đấy, rất nhẹ nhàng, từ từ. Đấy, đậm đà mà thấm. Đấy, bao giờ cũng thế, nét đưa lên là đậm, đưa xuống là nhạt, nó gần như là không dùng sức. Đó, các bạn làm như này. Hết từ đầu cung mày cho đến cuối cung mày. Xong chúng ta lại làm lại một lần như thế nữa. Nếu mà ai mà bị cái vùng trán này của vùng cung mày này nó rất là dày thì các bạn có thể làm thêm, đặc biệt là các bạn nam giới. Thôi rồi các bạn học cái này về bố này hay là chồng này hay những bác nào hay bia rượu này rồi là những ai mà hay phải dùng nhiều thuốc ấy thì y như rằng cái chỗ phần trên này nó rất là dày và được làm như thế này thì người ta vô cùng sung sướng. Đấy, khi làm bên kia thì chúng ta lại giữ ở bên này, giữ này để cho cái đầu nó không bị lung lay thế này. Nếu không mình cứ để thế này mình lay thì là cái đầu nó cứ lúc lắc thì là nó sẽ hạt cái hiệu quả nó không đạt được cao. Đấy, đừng nhấc cái tay lên các bạn nhé, dần dần cái tay mình sẽ dịch chuyển đây này. Đó. Và các bạn theo dõi và nhìn thấy trên cái mặt da nó chỉ hơi hồng hồng là được. Nếu mà các bạn day nhiều quá nó đỏ lên ấy thì là quá độ, nó sẽ bị nóng. Đó. Và những cái phần mà các bạn cần nên là quan tâm để theo để mình khai thác ấy, đó rất là tốt, đó là chỗ vùng ấn đường này. Đấy, vùng chính giữa trán này, vùng mí góc trán này, hai bên cái phần góc trán này, vùng thái dương là những cái làm ở những cái vùng điểm đấy thì là giúp cái đầu óc nó rất là nhẹ nhàng. Và những ai mà hay bị mất ngủ ấy, mất ngủ nhiều năm rồi thì các bạn day ở cái chỗ ấn đường đây, giữa giao nhau giữa hai đầu lông mày này và hai bên cạnh mũi, tức là hai vị trí này, thu hoạch mỗi điểm đấy là 60 quả trứng cút. 60 quả trứng cút như kìa, vào cái chỗ là vị trí trắng này. Và hai bên cái cạnh cái khe mũi ở phía trên này là 60 vòng như thế, tức là 60 quả trứng cút. Thế là sẽ ngủ, cái giấc ngủ nó êm hơn, là rất sâu và ngon. Đấy, thì khi mà say đấy thì nếu mình làm cho người khác thì giữ hai tay ở hai bên này, thì này, tay đặt vào phần thịt, chạm vào phần xương, bắt đầu day. Đấy, cứ như thế này các bạn làm. Say ở cái chỗ vị trí vùng này giúp cho an thần, để nhẹ nhõm, rất là dễ chịu. Đấy, là ngủ ngon các bạn nhé. Đấy. Còn ví dụ như là khi mà chúng ta day ở cái chỗ vùng khe mũi này này, chúng ta ngồi đây thì chúng ta lại có cái cách là không phải cứ là chúng ta nhất định là chúng ta phải day bằng cái ngón cái này, mà chúng ta có thể day bằng cái cạnh của ngón trỏ. Khi mình ngồi đây thì lại mình giữ bên này, cái tay này mình đặt chách chách về nghiêng này để nó vào đúng cái điểm khe mũi này, thì các bạn lại day như này, đậm nhạt, đậm nhạt, đậm nhạt. Đấy, các bạn này giữ có cái độ tì như này. Đấy, cũng là thu hoạch trứng cút này. Đấy, đậm nhạt, đậm nhạt. Đây, các bạn day vào đây cũng 60 vòng như thế, xong lại giữ ở phía bên kia thì tay này bạn lại ngả vào đây. Đó, day như thế này. Đấy, và khi mà chúng ta day vào cái chỗ vị trí ở đây á, khe mũi này, thì trong đông y là cái
cái vị trí này nó sẽ tiết ra cái morphin nội sinh. Morphin nội sinh mà do cơ thể mình tự tiết ra làm cho người người ta cảm giác là thư thái, nhẹ nhõm và rất là dễ chịu, nhưng mà nó không gây nghiện vì do cơ thể mình nó tự tiết ra các bạn ạ. Đấy. Đấy, thế sau quen rồi các bạn có thể là dùng cả hai cái ngón tay và các bạn day này rất nhẹ nhàng, đầm nhạt, đầm nhạt, đầm nhạt, đó như thế này. Đấy, ở trên các cái vùng trán thì có các bạn làm như này. Đấy, cũng đậm này, nhạt này, đậm nhạt, day những cái vòng tròn nó dẹt dẹt này, nó như thế này chứ không phải vòng tròn xoe các bạn nhá. Tiếp tục chúng ta lên đến sát mí tóc trán, từ từ chậm rãi này. Còn cái người được làm thì mình nó bảo người ta có thể là thư giãn thì người ta có thể hít vào đằng mũi xong là người ta thổi ra nhẹ nhàng, nhẹ lâu êm sâu, nó lại càng dễ chịu hơn. Đó. Bởi vì khi mình hít vào đằng mũi, thở ra đằng mũi thì nó cũng được, nhưng mà nó cũng là hít thở một cách thụ động. Nhưng mà khi chúng ta mà hít vào đằng mũi mà thổi ra đằng miệng ấy thì nó sẽ đẩy hết được cái trực khí ở trong phổi và phổi ra. Và khi mà hít được vào ít nào thì nó lại nhiều được cái không khí trong lành, chứa nhiều oxy. Đấy, ở trên trán đây các bạn cứ kiểm tra xem vùng nào nó cộm hoặc nó thâm, tức là những cái vùng đấy nó khí huyết nó về, nó bị thiếu. Nó thiếu, nó không được đưa lên đầy đủ, nó mới thâm. Khi chúng ta day và chúng ta làm như thế này thì tất cả các cái chỗ vùng da ở trên trán nó sáng đẹp hồng hào ra. Thế còn ở phía cái chỗ cái vùng vùng giữa của vùng má và dưới mắt đây này, thì các bạn nếu như các bạn ngồi đây thì các bạn cũng có thể là gì, lấy cái ngón trỏ đặt chéch lên như thế này, các bạn day ở cái chỗ vùng chính giữa cái vùng má luôn, vùng dày dày như này, cũng nét thanh nét đậm này, đậm nhạt, đậm nhạt, đậm nhạt, đấy, mạnh nhẹ, mạnh nhẹ, mạnh nhẹ, đó, cứ làm như thế này. Cái người được làm ấy, người ta cảm giác là có dễ chịu không y đó nhá. Thế còn nếu như mà kể cả khi các bạn đứng cũng được, các bạn đứng thì là các bạn lại phải như này, một tay thì các bạn giữ ở phía trên này, trên trán là trên một phần của cái khuôn mặt để cho là cái đầu nó không bị lúc lắc nhá. Thì cái tay này thì bạn để xòe ra, các cái ngón này xòe ra như là giá đỡ, còn cái ngón cái này các bạn hơi khép vào cái chỗ cái vùng ôm mô của con ngón tay cái này. Đấy, các bạn đặt ở đây giữ này. Đấy, các bạn lại đầm nhạt, đầm nhạt, đầm nhạt. Đấy, các bạn day như này, đến nhìn cái khuôn mặt người ta hơi hồng hồng lên ở cái chỗ đấy như là đánh phấn ý, thì đấy là vừa, chứ đừng day cho đến mức nó đỏ hỏn lên như cái quả bồ quân ý. À, thì là tức là nó quá độ rồi, nó sẽ bị nóng ở phía bên trong. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thu hoạch trứng cút ở cái vùng cằm. Rất nhiều người bị cái phần ù cằm nó bị dày các bạn, dày xong nó lại thâm vào, nó thâm cái chỗ cái vùng này là nó sẽ liên quan, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần phần dưới từ rốn trở xuống. Đấy, nên là đây là nơi mà cuối của cái mạch nhâm, mạch nhâm là kết nối ngũ tạng. Nếu mà của ai chỗ này mà dày ụ lên và thâm hoặc bị sần sùi thì các bạn nên day hàng ngày nhiều bằng cái bài thu hoạch trứng cút này. Thế mình làm cho người khác thì mình cũng có thể đứng này, một tay giữ ở phần trên, một tay là bốn cái ngón ở phía dưới, chúng ta có thể đỡ ở phía dưới và để nó tì như là một cái giá đỡ. Đấy, cho nó chắc chắn kê, xong bắt đầu chúng ta đặt này. Đấy, cũng lại đấy, đầm nhạt, đầm nhạt, đầm nhạt, bên này thế. Đấy, đầm nhạt, đầm nhạt, đầm nhạt. Và các bạn cũng có thể ngồi ở phía trước như thế này, thì một tay các bạn sẽ giữ ở đây, cái tay này cũng ở phía dưới là nhất định là phải có cái giá đỡ. Đấy, đầm nhạt, đầm nhạt, đầm nhạt, làm bên kia thì lại tay bên này giữ. Đấy, giữ để nó chéo như này này, người ta cảm giác là rất là chắc chắn. Đấy, nhưng mà rất là êm ái như này đó. Thì chúng ta nhìn sao là cái cằm nó hồng hồng thôi mà sờ vào nó dẻo, nó mềm chứ nó không bị rắn, bị cứng nữa. Thế thì khi mà chỉ đơn giản là chúng ta làm những cái bài, cái động tác rất là đơn giản như này, mình nhìn chỗ nào cũng mềm và cái tay mình có thể đụng khẽ ở trên mặt này, thấy nó dẻo, nó mượt chứ nó không bị đớ ra. Kiểu nhiều người ấy, da nó rất là da đớ mà nó dày, nó bì, đụng vào nó cũng không có cái độ chuyển động của da, nó không có cái động nhúng nhính. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, khi mà làm này thì da được khác, thay đổi ngay sau mỗi một ngày. Và khi chúng ta làm cái bài thu hoạch trứng cút này xong thì các bạn cũng có thể ứng dụng luôn cái giải pháp hơ xa, hơ bằng 2 cây ngải hoặc hơ bằng 3 cây ngải,
Và nhớ rằng vẫn nhắc các bạn lưu ý một điều, khi mà chúng ta hơ ở trên vùng mặt ý, thì phải bảo cái người được làm ý là nhắm mắt lim dim vào. Và ở cái chỗ vùng mắt này chúng ta hơ cách mặt ra từ cũng là 10 đến 12 cm, các chỗ khác thì 7 đến 10 cm. Cứ sau khoảng 7 đến 10 giây, 10 tiếng đếm thì các bạn có thể kéo nhẹ ra 2-3 lần như thế này. Còn ở vùng mắt là nhớ phải nhắm mắt lim dim lại. Và mắt thì hơi xa hơn, tức là từ khoảng 10 đến 12 cm, để cái hơi ấm nóng này nó đi vào xung quanh vùng mắt, vùng vô mày này, nó làm cho cả cái mắt của chúng ta được dễ chịu, được thư thái. Và mắt có thể nhìn sáng tinh hơn. Đấy, và đầu óc nhẹ nhõm, vùng trán này cũng hơ rồi kéo ra thì cả cái vùng trán nó không bị thâm nữa, nó sáng đẹp hồng hào. Và nhớ rằng khi hơ ở trên mặt để cho bạn nằm này, hơ đây, hơ cách mặt ra như này, kéo ra để khi mà tàn ngải nó có rụng, nhớ có rụng xuống nó rụng xuống đây chứ nó không bị rụng vào mặt ra. Không bao giờ được hơ như này các bạn nhá. Đấy, nếu muốn hơ phần trên thì chúng ta xoay nghiêng như thế này và hơ này kéo ra. Đó. Và lưu ý luôn cái trường hợp trước đây trong cái bài hơ ngải xa thì Vân cũng đã nhắc rồi. Tuy nhiên là nhắc lại thêm một lần nữa, bởi vì là có khi các bạn lại xem là chưa xem phần này, em xem phần kia. Các bạn nhớ là đặc biệt với người bị mũi đỏ là phải hơ xa cách mặt da 20 cho đến 25 cm nha các bạn nhé. Thì khi chúng ta ứng dụng theo đúng như là tất cả những gì mà Vân hướng dẫn ý, thì sẽ có được cái khuôn mặt rất là đẹp, sáng đẹp, hồng hào. Bài này chúng ta cũng có thể áp dụng ở tất cả mọi nơi trên cơ thể. Nếu như thấy vùng nào cộm bì cứng và thâm đen thì các bạn đều ứng dụng được. Chúc tất cả các bạn ứng dụng cái bài thu hoạch trứng cút này được thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.